Thành phố Hồ Chí Minh giải đáp thắc mắc của người dân về dịch Covid-19 qua sóng livestream. Chương trình Live Chat dân hỏi, thành phố trả lời sẽ cung cấp các số liệu chính xác về dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giải đáp những câu hỏi của người dân gửi đến ngay tại chương trình. Từ ngày 24 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chương trình phát sóng trực tuyến livestream cung cấp thông tin cho người dân với nội dung dân hỏi, thành phố trả lời. Chương trình nhằm cung cấp những thông tin chính xác, cụ thể nhất cho người dân thành phố Hồ Chí Minh về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người dân thành phố Hồ Chí Minh rất cần những thông tin chính thống, nhanh chóng và đầy đủ để nắm bắt kịp thời quy định, chính sách liên quan tới dịch bệnh. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều thông tin bịa đặt, sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng về dịch Covid-19 đã tạo tâm lý hoang mang, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh. Nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ những thông tin chính thống và giải đáp thắc mắc của người dân một cách cụ thể, chi tiết, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình phát sóng trực tiếp livestream cung cấp thông tin cho người dân với tên gọi dân hỏi, thành phố trả lời. Chương trình có nội dung chính liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine COVID-19, số liệu về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, thông tin những quy định, chính sách mới của thành phố. Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ phản hồi về tin tức sai sự thật, chưa được kiểm chứng xuất hiện trong ngày. Xuyên suốt chương trình, đơn vị tổ chức sẽ tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi của người dân được ghi nhận từ các kênh chính thống cùng câu hỏi được gửi đến trong buổi livestream. Dự kiến, chương trình dân hỏi, thành phố trả lời sẽ được phát sóng 20 giờ hàng ngày từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Chương trình có sự tham dự của ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Quyền Linh cùng một số khách mời khác phù hợp với chủ đề trọng tâm của mỗi buổi phát sóng. Chương trình phát sóng trực tiếp livestream sẽ được truyền dẫn qua các kênh fanpage Cờ Đỏ thành phố Hồ Chí Minh https mở facebook.com/ fanpage Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh https www.facebook.com Thanh đoàn thành phố Hồ Chí Minh fanpage Hệ thống 1022 của thành phố Hồ Chí Minh https www.facebook.com/1022 thành phố Hồ Chí Minh fanpage Nghệ sĩ Quyền Linh https www.facebook.com/QLinh fanpage GATV https www.facebook.com/fanpage của các quận, huyện, thành phố, Thủ Đức fanpage của các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, Sinh viên thành phố Bắc, Hội Sinh viên thành phố, Thiếu nhi thành phố Bắc, Hội đồng đội thành phố, trang của các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố, các đơn vị sự nghiệp.